Chào tất cả quý anh chị, chào mừng tất cả quý anh chị đã đến với kênh YouTube của Mr. Thức. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả quý anh chị một dòng bếp trên núi biển có chất lượng có thể nói là tốt nhất hiện tại mà hiện tại đang phục vụ anh chị ạ, và có rất là nhiều chủ chuỗi kinh doanh kalamak gà rán cũng đang tìm mua các dòng bếp trên này nhưng mà không có gì ạ. Dòng bếp chiên hôm nay em muốn giới thiệu đến tất cả quý chị là bếp chiên nhúng điện Eton ZL1 bản cao cấp nhất của thương hiệu này anh chị nhé. Đây, cái biểu tượng logo của hãng sẽ được gắn ở trong cái khung của bếp anh chị nhé. Bếp này á là hàng chuyên dùng trong nội địa của Trung Quốc anh chị nhé, nên là cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như là cái độ bền nó sẽ cao hơn những cái sản phẩm xuất khẩu đi các nước châu Á anh chị ạ. Dòng này thì sử dụng trong nội địa và dòng này xuất khẩu đi các nước châu Âu anh chị nhé. Nên là cái chất lượng, tuổi thọ và độ bền và cũng như là cái tính năng của nó sẽ nhiều hơn, cái độ an toàn của nó sẽ cao hơn những cái dòng bếp được xuất khẩu đi các thị trường châu Á. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua cho tất cả quý anh chị cùng xem máy này thì nó sẽ tốt hơn những cái dòng bếp chiên xuất khi thị trường châu Á nó như thế nào anh chị nhé. Đầu tiên là quý anh chị thấy là logo ở đây, logo của hãng ở đây rất là nhìn rất là sang luôn chị. Cái này là không phải logo tự dán vào đâu anh chị nhá, cái này nhìn rất là chắc chắn luôn. Còn ví dụ những cái logo mà tự dán vào nó sẽ dễ bong tróc lắm. Đấy, nhìn rất là sang luôn chị, nhìn rất là đẳng cấp luôn. Còn ví dụ bản là xuất đi thị trường châu Á thì nó sẽ không có logo như này chị ạ, nó sẽ không có logo để là nó dán lên như thế này. Đấy, về dung tích thì nó cũng giống như phiên bản châu Á thôi. Nhưng mà nó khác ở một cái là như thế này, cái bản phiên bản này nó sẽ có công tắc ở đây luôn. Đấy, công tắc tắt mở nguồn ở đây luôn, ví dụ anh chị ghim điện đúng không, ghim điện, nhưng mà ví dụ là công tắc ở đây anh chị tắt thì nó vẫn sẽ chưa vào điện. Nó có hai điểm đặc biệt so với lại bản châu Á là đây, cái bản châu Á nó đều có cái công tắc ở đây luôn đúng không chị. Đấy, cái dòng bếp chiên này nó khác so với lại một số cái dòng bếp chiên khác thì là nó có một nút công tắc nguồn ở phía dưới đầu bếp nữa. Ví dụ anh chị ghim điện vào nếu mà cái nút nguồn ở dưới này, nguồn ở dưới thanh đặt bếp đây, nó chưa chạm vào cái thanh này thì là nó vẫn sẽ chưa vào điện anh chị nhé. Đó là bản châu Á và bản này anh chị ạ, bản cao cấp này. Tuy nhiên bản cao cấp này có một điều đặc biệt hơn nữa là nó có thêm một công tắc nguồn ở đây. Ví dụ khi mà anh chị ghim điện vào, cái công tắc này nó chạm vào đây, nhưng mà ví dụ công tắc ở đây chưa bật thì bếp vẫn chưa vào điện anh chị ạ. Tức là cái yếu tố an toàn nó sẽ cao hơn là cái phiên bản châu Á anh chị nhé. Ngoài ra nữa thì là cái này nó có một nút cầu chì ở đây anh chị ạ, nút cầu chì ở đây anh chị nhé. Thì cầu chì này nó có chức năng là nó sẽ tự ngắt trong trường hợp mà quá tải hay là bếp chập chạm điện anh chị nhé. Đấy, bếp châu Á, tức là bếp ở thị trường châu Á hay là một số các dòng bếp rẻ tiền khác thì nó sẽ không có cái nốt này anh chị ạ. Đây là một số thông số của bếp này anh chị ạ. Nếu mà anh chị biết tiếng Hoa thì anh chị có thể là dịch ra giúp em nhé. Còn em thì em không biết tiếng Hoa anh chị ạ. Nhưng mà cái phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất của dòng Eton ZL1 dung tích 6 lít anh chị ạ. Đấy, ở đây thì là nó có nút cầu chì này, có chức năng là tự động ngắt điện khi mà bếp quá tải hay là xảy ra tình trạng chập chạm anh chị nhé. Có một điều đặc biệt đó là cái dòng này là cái phích cắm của nó rất là chất lượng luôn anh chị ơi, rất là to này và rất là dày. Cái dây này thì thông thường nếu mà anh chị, nếu mà quý anh chị là một người có hiểu biết về điện thì quý anh chị có thể phân biệt được là những cái dây điện nó chất lượng tốt so với lại những cái dây điện mà chất lượng nó rẻ tiền, chất lượng kém như nào. Cái dây điện của dòng này thì nó dẻo anh chị ạ, nó to, nó dẻo nữa, nên là cái độ chịu nhiệt cũng như là cái độ mà chịu tải
thì nó sẽ lớn hơn những cái dòng bếp khác anh chị nhé. Còn những cái dòng bếp khác là nó nhỏ hơn đây và nó rất là cứng, cái dây điện nó rất là cứng, còn cái này rất là dẻo anh chị ạ. Dây điện của dòng này rất là dẻo anh chị ạ, rất là dẻo, nên là cái độ chịu nhiệt, cái độ chịu tải nó sẽ lớn hơn những cái dòng bếp trên khác anh chị nhé. Và đây là đèn báo này, đây là đèn báo nguồn và đây là đèn báo đốt nóng. Khi mà anh chị vặn nhiệt độ lên ấy thì là nút đèn đỏ này nó sẽ lên, còn đây là nút đèn xanh là báo nguồn, nó sẽ báo liên tục trong xuyên suốt quá trình anh chị sử dụng luôn. Còn cái đèn báo đỏ này là khi nào anh chị đốt nóng ấy, khi nào bếp hoạt động, bếp bắt đầu đun sôi thì là đèn đỏ này nó mới hoạt động nhé anh chị nhé. Đây là nhiệt độ từ 0 đến 200 anh chị ạ. Nhưng mà cái phiên bản cao cấp này thì là nó có điều đặc biệt hơn so với lại một số các dòng bếp chiên khác, là cái nhiệt độ sôi của cái dòng bếp chiên Eaton Z là một bản cao cấp có công tắc này thì là sôi mạnh hơn những cái dòng bếp chiên khác. Đấy. Và đặc biệt nữa là cái đây là nó có hai cái thanh cảm biến nhiệt anh chị ạ, nó sẽ giúp đo nhiệt độ chuẩn xác hơn. Và cái thanh cảm biến nhiệt, cây thanh nhiệt này nó trải dài rộng khắp bếp, nên là nó sẽ giúp trong quá trình nấu ăn nó sẽ trở nên nhanh hơn và thức ăn nó sẽ chín đều hơn anh chị ạ. Bình thường nếu mà anh chị nấu ở bếp ga thì nó dầu nó chỉ nóng ở một khu vực nào đấy thôi, ví dụ ở dưới bếp thôi, chỗ mà gần cái lửa ấy, còn ví dụ ở trên thì nó lại sẽ là không kia, hoặc là ví dụ ở mép cái vòng tròn lửa đấy nó sẽ không bị không thức ăn chiên nó sẽ không ngon và đều anh chị ạ. Tức là nhiệt độ nó sẽ không đều, có chỗ thì nóng quá, có chỗ thì nguội quá, như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới độ chín của thức ăn và cái màu của thức ăn anh chị nhé. Còn khi mà anh chị sử dụng bếp chiên như thế này ấy, thì là cái cây thanh nhiệt này, cây đốt nóng này nó sẽ đun nóng rộng khắp bếp luôn, nên là nhiệt độ tản đi các vùng của dầu ăn ấy nó sẽ đều. Điều đó sẽ giúp cho việc là chiên thức ăn nó sẽ ngon hơn anh chị ạ và chín đều hơn anh chị nhé. Bếp này thì nó có quai gắn ở ngoài thân bếp nữa anh chị ạ, để quý anh chị có thể là tiện di chuyển, dễ dàng di chuyển, tránh bị tuột anh chị nhé. Ví dụ anh chị bưng bê đi, có dầu mỡ đi thì mình bưng bê như này để tránh bị tuột luôn. Còn ví dụ những cái dòng bếp mà nó không có quai như thế này á, nhiều khi mình bê sợ dầu ăn nó bám vào đây nó sẽ trơn, nó sẽ tuột anh chị nhé. Rồi ok. Và dưới này có một vạch mắc và một vạch min luôn anh chị ạ. Vạch mắc là mình đổ dầu cao nhất, còn vạch min là mình đổ dầu thấp nhất anh chị ạ. Mình đổ dầu thấp nhất, thấp quá thì cũng không được, thấp quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của cây đốt nóng này. Còn ví dụ mình đổ cao quá là nhiều khi anh chị bỏ thức ăn vào nó sẽ bị tràn ra anh chị nhé. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ mở xong phía bên trong hộp điện này ra cho anh chị xem cái linh kiện bên trong nó như thế nào và dây điện bên trong nó sẽ ra sao anh chị nhé. Với lại cái này nữa anh chị ạ, do đây là dòng bếp cao cấp hơn so với lại một số các dòng bếp khác, nên là con ốc của nó cũng thiết kế nó sẽ ok hơn, nó sẽ tốt hơn và dễ dàng tháo ra anh chị nhé. Còn một số các loại bếp chiên khác ấy, thì là khi mà anh chị vặn những cái con ốc này rất là khó ra luôn anh chị ạ. Đấy, thì nói chung là tiền nào thì chất lượng đấy thôi. Dòng bếp cao cấp, tức là dòng bếp mắc tiền thì chất lượng nó sẽ cao hơn, chất lượng nó sẽ cao cấp hơn, chất lượng nó sẽ tốt hơn những cái dòng bếp rẻ tiền. Thì bây giờ em sẽ tiến hành mở bên trong hộp điện ra để xem bên trong đấy nó sẽ có cái gì và có ưu điểm gì so với lại một số cái loại bếp rẻ tiền khác anh chị nhé. Thì chắc chắn là bếp mắc tiền, bếp cao cấp thì nó sẽ có cái điều khác biệt hơn rất là nhiều so với loại bếp rẻ tiền anh chị ạ. Đây anh chị thấy chưa, cái loại dòng bếp cao cấp này thì là nó sẽ hệ thống dây điện của nó sẽ to hơn, dây điện là dẫn này nó sẽ to hơn đối với những dòng bếp rẻ tiền. Những cái dòng bếp rẻ tiền ấy thì là cái dây điện này nó sẽ nhỏ lắm anh chị ạ, nên là ví dụ anh chị dùng một thời gian có thể sẽ dẫn đến tình trạng là nó sẽ bị cháy dây điện này luôn. Còn cái dây điện này thì nó sẽ to hơn và nó sẽ có khả năng là chịu nhiệt tốt hơn, chống cháy tốt hơn anh chị ạ. Đấy, thì anh chị có thể thấy là cái này bằng sứ nha anh chị nhé, những cái này là bộ phận này bằng sứ này và những cái này là cũng bằng sứ luôn. Đây là cảm biến nhiệt và đây cũng là cảm biến nhiệt luôn anh chị ạ. Đấy rồi, đây là những cái kia, đây là cái công tắc nguồn này, cái chỗ bộ phận này là cái công tắc nguồn, khi mà anh chị đặt bếp lên nó sẽ kêu tạch tạch này. Đấy thì đấy nhé, kêu tạch tạch này. Cái dây này, cái này là nó cái nốt cảm biến cầu trì, cảm biến cầu trì trong trường hợp mà bếp quá tải. Đây, cái này nó sẽ đây,
cái nút cầu chì này nó sẽ hoạt động ở bên này. Đây anh chị nhé, đây là hai nút cảm biến luôn, tức là nó sẽ có chức năng là trong trường hợp mà quá tải thì là nó sẽ tự ngắt anh chị ạ. Nó cái yếu tố an toàn nó sẽ cao hơn những cái dòng bếp chiên khác thông thường anh chị nhé. À, rồi em xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị nhiều. À, ví dụ nếu mà tất cả quý anh chị muốn mua dòng bếp này thì có thể là gọi điện cho em số điện thoại là 0968 168 689 anh chị nhé, hoặc là 0979899711. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha.